á là ngày 28 tháng 11, rồi tới ngày hôm nay chụp được luôn, giờ 20 là em hưu rồi, và bây giờ ở là hôn một vợ xuống đó. Đi thường lạ thôi, mình sẽ chạy vào đường Nguyễn Hữu Hào, có cái chợ Hải Phân đó, thích cái không khí của chợ đó, thấy vắng không, mấy chiếc xe hơi thì người ta đang đậu ở phía bên trong lề phía bên phải, chợ bây giờ thì không có còn bán nữa, mấy đứa trường Chi Lăng nó chuẩn bị nó vào lớp nó học mà, mấy đứa cấp 2 á, rẽ vô đây đi, vô trong lòng chợ đi, siêu vắng luôn. Giờ này đa phần là người ta dẹp rồi. Chợ giờ này siêu vắng, super vắng.